Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, có khi nào chúng ta tự hỏi bí mật gì giúp cho Google trở thành cái tên phổ biến trên toàn cầu như hiện nay? Và câu trả lời đó chính là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh là chìa khóa tạo ra năng suất lao động vượt trội của Google, đó chính là về chiến lược nhân sự. Ngay sau khi thông tin về bản ghi nhớ của James Damore, một kỹ sư đang làm việc tại Google, được phát tán trên mạng vào đầu tháng 8 vừa qua. Đó là một bản ghi nhớ dài hơn 10 trang với nội dung chính cho rằng Google không cần các kỹ sư nữ vì đàn ông có động lực lớn hơn và phụ nữ thì không thích hợp làm việc trong lĩnh vực công nghệ về các đặc điểm sinh lý học. Giám đốc điều hành của Google, ông Sundar Pichai, lập tức phải cắt ngắn kỳ nghỉ hè của mình để quay lại công ty và giải quyết vụ việc. Ông sau đó đã tổ chức ngay một cuộc họp khẩn, trấn an dư luận, gửi email về vụ việc tới nhân viên công ty, đồng thời sa thải James Damore trước khi vấn đề đi quá xa. Giải thích cho hàng loạt các hành động trên, bà Danielle Bronze, phó chủ tịch phụ trách đa dạng hóa tại Google cho rằng sự đa dạng là yếu tố vô cùng quan trọng cho sự thành công của Google và Google sẽ luôn cố gắng làm mọi cách để giữ vững các quy tắc ứng xử của công ty, thứ mà James Damore đã hiểu sai. Vậy, bí mật tạo ra sự khác biệt trong chiến lược nhân sự của Google là gì? Theo báo cáo mang tên Why Diversity Matters của tập đoàn tư vấn McKinsey & Company dựa trên việc theo dõi kết quả hoạt động của 366 công ty đến từ Canada, Mỹ và Anh, những tổ chức có sự đa dạng trong đội ngũ nhân sự như là văn hóa, màu da, giới tính, thì có lợi nhuận cao hơn 35% so với lợi nhuận trung bình của ngành. Cũng trong một nghiên cứu được tập đoàn tài chính Credit Suisse được thực hiện trên quy mô 2.400 công ty khắp trên thế giới trong suốt 6 năm, họ đã chỉ ra rằng các công ty có ít nhất một phụ nữ trong hội đồng quản trị không chỉ có hiệu suất làm việc tốt hơn mà các chỉ số như là giá cổ phiếu, tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đều cao hơn. Vì thế, Stefano Natella, người chịu trách nhiệm cuộc nghiên cứu đã kết luận: "Nghiên cứu này của chúng tôi không chỉ cung cấp cho các nhà đầu tư một lưu ý quan trọng khi chọn doanh nghiệp để đầu tư, mà còn giúp khẳng định lại một điều là để một tổ chức đạt được năng suất và sự phát triển vượt trội, nhà quản trị cần hướng tới sự đa dạng cho đội ngũ nhân viên của mình. Và việc dễ dàng đồng thuận chính là kẻ thù của mọi tổ chức. Đây là một trong những tôn chỉ trong chiến lược nhân sự của Google." Theo David Rock, tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, hiện là giám đốc điều hành Học viện Neuro Leadership, lợi thế lớn nhất cũng là trở ngại lớn nhất của một nhóm đồng nhất là những thành viên giống nhau về giới tính, tôn giáo, quan điểm sống, bởi vì họ quá dễ dàng có được sự thống nhất với nhau trong hầu hết vấn đề. Nếu chúng ta xây dựng một đội bóng đá với 11 cầu thủ đều có khuynh hướng tấn công và ghi bàn, thì chúng ta rất nhanh chóng đưa ra chiến thuật cho mỗi trận đấu, nhưng cũng dễ dàng nhận thất bại hơn bởi chúng ta thiếu đi cái nhìn đa chiều, khách quan cho một vấn đề. Việc một nhóm đa dạng thành viên có nhiều ý kiến, góc nhìn khác nhau có thể khó tạo ra được sự thống nhất trong các vấn đề. Nhưng bù lại, nó lại thường có cái nhìn toàn diện hơn, từ đó thu về kết quả công việc tốt hơn, David Rock chia sẻ trên trang Harvard Business Review. Cũng theo David Rock, trong một nghiên cứu nhanh được đăng tải trên trang SAGE Journals, ông cùng các cộng sự của mình đã chia các tình nguyện viên thành các nhóm nhỏ gồm 3 người có cùng đặc điểm giới tính, tôn giáo, liên kết chính trị. Các nhóm sau đó cùng thảo luận về một vụ án để tìm ra tất cả các giả thuyết có thể lý giải cho vụ án đó. Sau 20 phút, hầu hết các nhóm đều khá tự tin khi đưa ra đáp án cuối cùng, dù tỷ lệ chính xác chỉ đạt 29%, và tất cả thành viên trong nhóm đều có cảm giác tiến bộ và hài lòng. Tuy nhiên, khi nhóm nghiên cứu xáo trộn các nhóm trên bằng cách đưa những thành viên khác biệt vào hoàn toàn, thì việc thống nhất trở nên khó khăn hơn. Đa số thành viên đều không còn tự tin với đáp án của mình, nhưng chính vì thế mà tỷ lệ trả lời chính xác lúc này đã tăng lên gấp đôi, đó là tới 60%. Thế nhưng, việc quản lý xung đột đối với nhân sự chính là một trong những thách thức của nhà quản trị. Theo các nhà tâm lý học, khi những người có quan điểm khác nhau buộc phải làm việc với nhau, họ có một xu hướng là che giấu những điểm khác biệt hoặc cố tỏ ra không thoải mái.
Sau đó, ngấm ngầm phản ứng, tạo ra những xung đột ngầm dần ăn mòn tổ chức, như là trường hợp của James Damore ở trên. Để giải quyết vấn đề này, các nhà quản trị nhân sự buộc phải có một số kỹ năng xử lý xung đột nhất định, hay nói cách khác là một chiến lược nhân sự đặc biệt. Có 3 điều mà nhà quản trị phải làm để có thể quản lý xung đột trong một nhóm đa dạng, đó là làm nổi bật sự đa dạng, giải thích rõ mục tiêu, lợi ích của công việc và huấn luyện cho nhân viên sống với sự khác biệt. David Rock chia sẻ trên trang Harvard Business Review: "Hãy luôn giữ sự tôn trọng, công bằng với mọi nhân viên, giúp các thành viên hiểu rõ sự khác biệt của đồng nghiệp, hiểu được lợi ích của sự khác biệt đó trong công việc để học cách sống và chấp nhận sự khác biệt." Là nhà quản trị, bạn phải chọn cho mình một đội ngũ đa dạng, thực ra chỉ khác biệt ở ý kiến, góc nhìn, chứ không phải là khác biệt ở giá trị, mục đích trong công việc. Bởi nói cho cùng, tất cả chúng ta cũng chỉ mong muốn có được những điều tốt đẹp nhất cho doanh nghiệp của mình. Vừa rồi là bài học Bí mật sức mạnh của Google. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn có hướng đi mới hơn khi xây dựng chiến lược nhân sự phát triển doanh nghiệp. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thấu hiểu được những khó khăn của chủ doanh nghiệp khi xây dựng, triển khai hệ thống tuyển dụng nhân sự và mong muốn mang đến giải pháp cho ban lãnh đạo, quản lý cấp cao về vấn đề này, Trường Doanh nhân HBR đã kết hợp cùng tiến sĩ Alok Bharawat tổ chức hội thảo Xây dựng hệ thống tuyển dụng nhân sự hiện đại. Tiến sĩ Alok Bharawat là cựu phó chủ tịch cao cấp phụ trách chiến lược của Canon châu Á, nơi ông đã điều hành và phát triển kinh doanh tại 23 quốc gia. Với gần 33 năm kinh nghiệm, đảm nhận cương vị lãnh đạo và quản lý tại các tập đoàn thuộc danh sách Fortune 500 Global, những chia sẻ của tiến sĩ chắc chắn sẽ giúp ban lãnh đạo, quản lý tạo lập nền tảng kiến thức vững chắc và tháo gỡ triệt để các vướng mắc tại doanh nghiệp mình. Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2019 tại Hà Nội. Anh chị vui lòng liên hệ hotline 082-999-6886, 082-999-6633 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Chi tiết tham khảo tại website hbr.edu.vn.